Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử người rằng: có được phép rảy vợ vì bất cứ lẽ gì không? Người đáp: nào các ông đã đọc thấy rằng từ thuở ban đầu tạo hóa đã dựng loài người có nam có nữ, và người đã phán: bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Họ hỏi lại: vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rảy vợ? Người đáp: vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rảy vợ, nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng ai rảy vợ trừ nố gian dâm và đi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình, và ai cưới người đã bị rảy cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người rằng: nếu sự thể việc vợ chồng là như thế thì tốt hơn đừng cưới vợ. Người đáp lại: không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, Kinh Thánh và đặc biệt trong sách tiên tri Ezekiel mà chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa kết ước với dân của người, và hình ảnh của dân đó như một đứa trẻ bơ vơ từ thở nhỏ, rồi được Chúa chăm sóc, rồi được Chúa cưới lấy, kết ước, rồi cho trở thành hoàng hậu. Chúa nâng con người lên, và cho dù cái người phụ nữ đó đã ngoại tình, là hình ảnh mà dân của Chúa thờ các tà thần xung quanh cái vùng lưỡng hà địa đó, Thiên Chúa vẫn tha thứ và hứa sẽ ký kết cái giao ước vĩnh cửu. Mỗi thánh lễ chúng ta cử hành là một lần chúng ta hiện tại hóa cái giao ước mới, giao ước vĩnh cửu mà Chúa ký kết với chúng ta, như trong lời truyền phép trên hình rượu mà chúng ta nghe. Thánh Matthew nhắc lại cái hôn nhân nguyên thủy ở trong ý định của Thiên Chúa. Đó cũng là ý nghĩa của hôn nhân Kitô giáo. Nó gồm có bốn điểm mà chúng ta cần nắm vững để không những sống theo mà còn rao truyền giữa một xã hội và trên thế giới. Tình hình hôn nhân gia đình có thể nói là đang gặp khủng hoảng và đi theo những cái chiều trái với ý hướng của đấng tạo hóa. Điểm thứ nhất Chúa Giêsu nhắc lại là thuở ban đầu đấng tạo hóa dựng nên con người có nam có nữ. Cho nên cái nữ tính và nam tính đều có ý nghĩa quan trọng. Chúng ta không thể loại bỏ cái giới tính ở trong đời sống đạo cũng như trong cái đời sống hôn nhân. Tại vì từ tâm lý, sinh lý đến thái độ ứng xử đó đều có mang cái dấu ấn của cái giới tính của chúng ta. Điểm thứ hai trong hôn nhân Kitô giáo, đó là cái lý do mà người đàn ông lìa bỏ cha mẹ mình để gắn bó không phải với một người cùng giới khác, mà là với người vợ của mình, tức là phải là với một người khác giới tính với mình. Là cái sự kết hợp
giữa người nam và người nữ mới làm nên hôn nhân đúng nghĩa của niềm tin Kitô giáo của chúng ta. Điểm thứ ba là vì thế họ không còn là hai nhưng mà là một. Cái sự kết hợp nên một này là nên cả một đời, chứ không phải trong một vài lần quan hệ vợ chồng, quan hệ thân xác. Hành vi hôn nhân chỉ được chính đáng ở trong đời sống vợ chồng. Và cái hành vi vợ chồng này nó phải làm phát sinh một cái sự sống mới. Đó là ơn gọi của hôn nhân gia đình. Một người nam và một người nữ kết hợp thành gia đình và tham gia vào việc tạo dựng nên một cái mầm sống mới. Đây chúng ta chạm đến cái điều thiêng liêng của sự sống con người mà Thiên Chúa cho con người dự phần vào cái việc thụ thai hay là làm sinh hạ một cái cuộc sống mới. Ra cái việc truyền sinh nằm trong ơn gọi hôn nhân gia đình. Ra một người nam với một người nam và một người nữ với một người nữ khác, cho dù có nhận con nuôi đi nữa thì nó cũng là ở ngoài cái trật tự tự nhiên, ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Và cái điểm sau cùng mà chúng ta thường thấy trên các thiệp cưới và thường được lắng nghe nhấn mạnh trong các lần cử hành bí tích hôn phối, đó là sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly. Xem ra điểm này là điểm mà ngay cả những người Công giáo ngày nay ở tại Việt Nam hay là ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì giữ được. Tôi rất là buồn khi mà đọc thấy hơn 2.500 cái đôi hôn nhân ở một tỉnh ở phía Bắc của chúng ta, sau vài năm thì cái số ly hôn là tới 2.300, tức là hơn 80%. Và cái thời gian chia tay ly dị sau kết hôn càng ngày nó càng ngắn lại. Trong hồi xưa là trên 5 năm, bây giờ có khi trong 3 năm đầu. Và chính vì vậy, người Công giáo chúng ta cần làm chứng cho một tình yêu vị tha, cho một kết ước bền vững. Đó là dấu chỉ chúng ta làm chứng cho cái tình thương bền vững của Thiên Chúa, sự tín trung của Thiên Chúa như Ezekiel diễn tả. Cho dù chúng ta có bỏ Chúa đi nữa, Chúa cũng không bao giờ thất tín với chúng ta. Thành ra cái sự trung tín, sự chung thủy trong hôn nhân gia đình, đó là ơn gọi của đời sống gia đình làm chứng cho một tình yêu vĩnh cửu. Người ta thường nói chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi. Nhưng mà đối với chúng ta không, cái chết cũng không có chia lìa lứa đôi. Có thể là phân cách thể lý thôi. Nhưng mà tình yêu thì bất tử, thưa ông bà và anh chị em. Tôi thật là xúc động khi mà chứng kiến tận mắt một người đàn ông khuyết tật bồng ẵm rồi chăm sóc cho người vợ của mình hơn 10 năm. Cả hai vợ chồng đều khuyết tật hết, nhưng mà cái người đàn ông đó chăm sóc cho vợ mình với tất cả cái tâm, không có gì miễn cưỡng, làm như là chuyện thường ngày ở nhà. Từ chuyện tắm giặt, thay quần áo, nấu ăn, đút cho vợ mình ăn, bồng ẵm, và không có tỏ ra cái sự nặng nhọc. Không phải là thánh giá nữa. Đối với mình người ngoài, tôi thấy rồi, mình chăm sóc một người bệnh, khi mình đỡ một người bệnh thấy nặng. Dạ, tại cái thân xác lúc bệnh rồi, cho dù không có nặng ký nhưng mà cái thân xác nó trì xuống á, thành ra dịch chuyển một cái người bệnh chăm sóc nội là lật qua lật lại cái thân thôi, để mà khỏi bị hoại tử cái lưng thôi, của mình cũng đã thấy nặng rồi. Nhưng mà tôi xúc động thật sự khi mà thấy cái người chồng khuyết tật này mà chăm sóc cho một cái người vợ mình như vậy. Và khi
đến tuổi cao niên rồi, có những đôi vợ chồng cao niên vẫn gắn bó với nhau, mặc dầu có khi một trong hai người chỉ nằm bất động và chỉ còn sự sống thực vật mà thôi. Nhưng mà tình yêu vượt trên cái sự hư hoại của thân xác, cái sự giảm thiểu của sức khỏe. Đó là dấu chỉ tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh của mình. Một tình yêu vị tha, một tình yêu vượt qua cái sắc vẻ bên ngoài, một tình yêu cho đến cùng và một tình yêu vượt xa hơn cái chết. Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình đang gặp những khủng hoảng, những vấn đề về sức khỏe, về kinh tế, về tình cảm, cho những gia đình có nguy cơ ly tán và nhất là cho con cái của họ. Con cái sẽ vào đời một cách khập khiễng, nhất là về phương diện tâm lý và tình cảm nếu cha mẹ ly hôn. Cho nên chúng ta cũng làm chứng trong tư cách là gia đình môn đệ của Chúa Kitô, làm chứng cho một tình yêu bất tử, một tình yêu vị tha, một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu đầy cái sự khoan dung. Mặc dù người phối ngẫu của mình có lầm lỡ, thì như Chúa Giêsu yêu mến Hội Thánh và không ngừng tha thứ, cũng như là như Thiên Chúa nâng đỡ cho dân của người. Chúng ta tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu bất tử, là một tình yêu không có ngừng tha thứ cho chúng ta, để chúng ta chuyển thông cái lòng thương xót, lòng khoan dung và tha thứ đó đến những người trong gia đình chúng ta, nhất là người bạn đời của chúng ta. Amen.